Thưa quý vị, đã từ rất lâu tháp nước Phan Thiết và cụm công viên liền kề vừa là di tích lịch sử, cảnh quan thân thuộc đặc trưng, cũng là biểu tượng của tỉnh Bình Thuận và thành phố biển. Với mục đích bảo tồn di tích tôn tạo không gian xanh, phục vụ nhu cầu giải trí, làm tăng vẻ đẹp cảnh quan đô thị và là điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách, cụm công viên tháp nước thành phố Phan Thiết thuộc phường Bình Hưng sẽ được chỉnh trang trong thời gian tới. Chỉnh trang cụm công viên tháp nước thành phố Phan Thiết là dự án thuộc nhóm C là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp 4 với diện tích đất sử dụng hơn 9.000 m2 thuộc phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết. Quy mô đầu tư xây dựng gồm lát vỉa hè, lối đi và khu vực hoạt động tập thể, hàng rào, trong đó chú trọng đến việc bảo vệ và tôn tạo diện tích cây xanh, thảm cỏ hiện có, trồng mới các loại cây phù hợp với thổ nhưỡng, cảnh quan. Dự án cũng sẽ làm mới hệ thống cấp thoát nước, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ khác cụm công viên tháp nước Phan Thiết sau khi chỉnh trang sẽ tạo thêm không gian trong lành, giúp người dân có địa điểm sinh hoạt văn hóa nghệ thuật thể thao, qua đó nâng cao vẻ đẹp cảnh quan đô thị, tạo điểm đến ấn tượng, điểm check-in không thể bỏ qua của khách du lịch. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Phan Thiết, dự án có tổng mức đầu tư gần 11 tỷ 700 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn sổ số kiến thiết thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thời gian thực hiện dự án trong 3 năm hiện dự án đã được sở kế hoạch và đầu tư phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật các đơn vị có liên quan đang tiến hành các bước tiếp theo trước khi thực hiện dự án